Các bạn ơi, các bạn đã thấy cô Quỳnh vào lớp chưa? Sao thầy không nghe thấy lớp mình nói gì vậy? Các bạn chờ cô Quỳnh kết nối lại nha.
Hello các bạn, hello, cô trở lại rồi đây. Mở mic ra hết nào, mở mic ra hết, à, mở camera hết nào. Ok, bài tập hôm qua cô nhắc đấy á, thì cô chỉ mới thấy chắc bạn Tố Như nộp thôi, còn bạn Duy Phương và bạn Khánh Linh thì sao em? Hai hai đứa sao chưa nộp thế? Sao cô chưa thấy hai bài của các bạn vậy? Em không biết nộp đâu vì chưa mất mấy cô à. Thì em nộp như hôm trước ấy. À, hôm đấy là do thời gian nộp của em ấy, cô. Là sao? Em nhờ ai nộp? Em tự nộp hay là em nhờ ai nộp cho em? Đấy là mỏ thời gian. Ơi, là sao? Đấy là mỏ thời gian hội nộp của em. À, thế hả? Thế bố mẹ không biết nộp như thế nào à? Gọi Phương, bố mẹ em không biết nộp à? Chắc là hết mẹ ơi chứ gì. Sao có biết hay ấy? Cô cũng hay gọi mẹ như thế mà cô biết thừa. Rồi kệ em, cho em đứng sau lưng cũng được, không sao. Phương ơi, nếu như mà em vẫn chưa biết nộp thì em cứ gửi qua cho thầy Giang đi, có gì thầy sẽ hướng dẫn hộ cho em nha. Chứ cô cũng không biết là như thế nào Thầy nhá. bảo là đừng Ơi có gửi cho thầy nữa, bởi vì nhiều học sinh quá nên là thầy không nhiều nữa. à, thế xem nào, em cứ bảo mẹ em là đang video ở trong nhóm tiếng Anh xí xái trung tâm Anh ngữ Giang Tu Bê, cái nhóm đấy. Mà em không biết, bởi vì mẹ em ví dụ mà tăng cái gì đó thì mẹ em tăng lên Facebook, tăng lên Facebook, nhưng mà bây giờ mà tính kèm với lại cái nhóm gì đó thì mẹ em không biết. Bây giờ nha, cô gửi cô nhắn trong này này, em đọc tin nhắn hộ cô nha. Cái nhóm này tên 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 như thế này này. À, em vào trong đó mới tham gia rồi. Tham gia nhóm đấy rồi đúng không? Sau này vô nhận đó nhá. Ấn đăng bài, đúng chưa? Rồi em ấn cái video mà em làm bài tập ấy, sau em ấn em viết tên của em với tên lớp em, rồi em ấn đăng lên là được. Ok, là cô thấy. Em hiểu không? Em hiểu cách đăng không? Đây nhá. Đây này, đây này. Bây giờ cô vô trung tâm Anh ngữ Giang Tu Bê này. Em thấy đây không? Thấy không? Đó. Ấn cái đoạn mà em thấy cái đầu tiên ấy. Tạo bài viết công khai. Thấy không? Ấn vào đây này. Đấy, sau ấn ảnh và video. Ấn ảnh và video là hiện ra cái video của em ấy. Sau em ấn vào. Rồi em ấn đăng là được, xong hết. À nhớ nhớ viết luôn cả tên mình với tên lớp mình nha. Phương em biết chưa? Em đã quay video chưa? Dạ em quên rồi. Rồi nha. Đã biết cách đăng chưa? Cô nhìn thấy em có hiểu một chút, nhưng mà em chưa thử. Nhưng mà em phải thử ấy, rất là dễ luôn, cũng không có gì khó lắm đâu. Nha. Có gì khó thì hỏi cô tiếp. À, còn Khánh Linh thì sao em? Cô cũng chưa thấy bài của em đâu cả. Mày Linh ơi. Dạ. Ừ, em mở camera cho cô nào. Cô chưa thấy bài bài tập về nhà của em đâu cả. Hôm qua em hỏi thầy là cái tên của nhóm lớp thầy gửi cho em thì vừa nãy thầy mới gửi nên là em chưa vào được nhóm lớp Em chưa vào được à? ạ. Chưa ạ. Thế thì để cô nói với thầy nhá. Em là Khánh Linh nhỉ? Có gì đấy? Thế em đã quay video chưa? Em quay rồi ạ. Nhớ đăng nha. Có gì tối nay là thầy ấy đấy, thầy làm cho em đấy. Nha. Vâng. Ok. Chúng ta vào bài học mới luôn nha. Hôm nay chúng ta học skills 2. Học xong bài này là bài đến bài ôn tập này, đến bài ôn tập của unit 1. Thế cô hỏi một tí này, ở trên lớp ấy, các bạn học đến unit mấy rồi?
Ở đây là các bạn lớp học đấy. unit 6. Unit 6 rồi. Có học được nhiều thứ không? Skip 2. Hả? Mới học đến unit 2 thôi ư? Không, ý em bảo là ở trên lớp thì học được đến unit 6, skip 2. Lesson 2 đúng không? Ok, thế mấy bạn khác thì sao? Có giống bạn Phương không? Ở đây em học những cái tiết có lúc 2 rồi, ở cái phần unit 6 học nhanh. Học nhanh đúng không? Ý là các cô dạy gọi là dạy quá nhanh, các em không thể tiếp thu được hết đúng không? Em không. Cô dạy ở lớp thì cô chỉ dạy nhanh thôi, chứ cô không dạy từ ký một. Ờ thế ở bây giờ cô đã dạy ký chưa? Cô có dạy nhanh giống như các cô đi lớp không để cô biết mà cô sửa? Không ạ, em thấy cô dạy này là còn chậm ấy cô. Ờ, nhưng mà nếu như mà cảm thấy quá chậm ấy thì cũng nhắc cô nha, bởi vì cô không biết là tiến độ của các bạn như thế nào hết. Thế Tố Như thì sao? Em theo cô, em học đến unit 6 phần closure lúc chung. Ờ. Nói chung là học cũng dài này nhỉ. Cô bây giờ dạy lại thì các bạn có cảm thấy là cô dạy hơi thừa không hay là như thế nào để cô biết? Cũng ấy cũng vẫn theo kịp được đúng không? Bình thường em học ở lớp không có hiểu lắm đâu. Ờ ok. Tại cô thấy các bạn tiếng Anh cũng rất tốt đấy, nên là cô sợ là cô dạy gọi là hơi chậm với lại hơi cơ bản quá nên là. Bọn nó cứ nói tiếng Anh em chả hiểu cái gì. Ok ok, cô biết rồi. Thế thì nói tiếng Việt. Trả lời thôi. Ừ thì kiểu mình phải gọi là làm quen dần dần ấy thì mới nghe được, phải hiểu được. Được rồi, bây giờ chúng ta học luôn nha. Bạn Khánh Linh sao cô chỉ thấy cái tủ của em thôi? Cái tủ của em học thay em hả? Em không thích quay mặt. Ô làm sao thế, mặt xinh mà sao không thích quay? Lộ mặt ra. Ít ra cũng phải để lộ mặt để cô tương tác với mấy bạn chứ. Lộ một tí mặt đi nha, đừng giấu mặt quá nha Linh nha. Bạn bạn Nga cũng vậy đấy. Đúng rồi, để lộ mặt một tí đi để cô nhìn nữa. Tố Như ơi, em thì sao? Cô chỉ thấy được cái đầu của em, cô chỉ thấy được cái phần này của em thôi. Cô không thấy mặt của em đâu cả, cô chỉ thấy cái này này, kiểu cười như thế này này. Các bạn có thấy không? Nếu như mà cô giải kiểu này các bạn có thích không? Cô chỉ để lộ cái trán của cô thôi. Cũng được. Cũng được, mơ đi. Được rồi, chúng ta vào bài học nha. Hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ học nhiều về phần nghe với phần viết. Nhưng mà phần viết ấy thì ở phần viết nếu mà chúng ta có nhiều thời gian thì vừa viết vừa nói luôn. Đầu tiên nhá, một bạn đọc học nói mà cô. Ơi. Em tưởng học thời gian chỉ là học nói thôi mà. Đúng vậy, học thầy Giang thì chúng ta chủ yếu học nói, nhưng mà cô cũng muốn gọi là xoáy sâu vào một số kỹ năng khác cho các bạn ấy. Ví dụ như nếu mà có thừa thời gian thì chúng ta cũng nên viết thử đúng không? Ở trên lớp chắc là các bạn không có nhiều thời gian để viết đúng không? Có hay viết không? Cô bảo cứ chụp vào đi rồi mình viết sau. Ok. Bây giờ nhá. Đầu tiên nào, một bạn đọc đề cho cô nào. Tố Như đọc đề bài một cho cô đi em. Janice, a student at Palmer School in America, is talking about her school. What's the answer to those questions? Đọc luôn hai câu luôn đi em. Đọc hai câu luôn. Hai câu sau ấy. Do you think students there were uniforms? Do they learn Vietnamese as a... Cái từ này em không biết đọc. Forage language. Có đọc được không em? Tố Như ơi, đọc được không em? Từ đấy đấy. Forage. Nghe nhỉ? Forage language. Language là ngôn ngữ ấy. Còn forage là nước ngoài ấy, ngôn ngữ nước ngoài ấy. Được rồi. Không biết đọc thì lát nữa chúng ta sẽ luyện nha. Thế một bạn nói cho cô biết nào, bài 1 này yêu cầu những gì em nào? Bài 1 đang hỏi cái gì nào? Di Phương, bài 1 đang hỏi cái gì hả em? Bài 1 đang yêu cầu chúng ta làm gì nhỉ? Bài 1 yêu cầu
Em thử nghĩ đi, em thử đoán đi, em nghĩ bài 1 yêu cầu chúng ta làm gì, em thử nói theo suy nghĩ của em hiểu được những gì thì em nói cho cô nào. Nói đi lát nữa. Đây là giới thiệu về một bạn tên là Janet. Janet giới thiệu à? Ok. Sau bắt đầu bạn ấy kể về môi trường bạn ấy, rồi có câu hỏi. Sau bắt đầu để mình ví dụ bạn nghĩ về gì, về có đồng phục không? Nghe rồi mình bắt đầu mình trả lời. Ok, đấy lại đấy là em nghĩ như vậy đúng không? Thế bạn Nga nào? Duy Phương nói như thế là đúng chưa em? Em không còn thiếu ạ. Hiếu à? Ok, thế em nói đi. Xin thưa cô, bài này nói về một bạn học sinh tên là Janet, một học sinh ở trường Summer ở Mỹ. Đang nói về trường cô ấy. Đoán đoán những câu trả lời cho những câu hỏi dưới đây. Cô nghĩ thế. Đúng rồi. Nga nói đúng rồi đấy. Câu 1 với câu 2 là hỏi gì đấy em? Hai câu hỏi này hỏi gì đấy em? Em thưa cô, câu 1 là hỏi về bạn nghĩ gì về những học sinh ở đây nếu học sinh ở đây, bạn nghĩ gì về học sinh ở đây khi họ mặc những chiếc áo đồng phục? Còn câu 2 là có phải họ học tiếng Việt như một ngôn ngữ ở nước ngoài không? Đúng rồi, em câu 2 thì em trả lời đúng rồi đấy, nhưng mà câu 1 đấy thì cô sửa tí nhá. Cái câu hỏi do đây này là câu hỏi yes or no, ý là có hoặc không ấy, chứ không phải là nghĩ cái gì. Nếu như mà bạn nghĩ cái gì ấy thì phải là what do you think, em hiểu không, chứ không phải là do you think. So vì vậy thì câu 1 ấy nói đúng hơn. Câu hỏi này nó hỏi là bạn có nghĩ học sinh ở đây phải mặc đồng phục hay không, và câu hỏi 2 là bạn nghĩ họ học tiếng Việt có phải là cũng được xem như là ngôn ngữ nước ngoài hay không. Đấy là hai câu hỏi của bài đọc của bài 1 nhá. Thế mấy đứa thử đoán cho cô xem nào. Mấy đứa nghĩ thì các bạn ở đây có mặc đồng phục không? Các bạn ở trường Mỹ có mặc đồng phục không? Cho cô quan điểm của mấy bạn đi. Ví dụ như là ở Việt Nam ta thì sẽ mặc đồng phục, nhưng mà ở nước ngoài thì họ có mặc không? Duy Phương nào, em nghĩ thế nào? Em nghĩ ở người nước ngoài họ đi học họ có cần phải mặc đồng phục không? Em thưa cô là đoán thôi, em chỉ đoán. Có hả? Ok, thế bạn Tố Như thì sao? Em nghĩ họ có cần phải mặc đồng phục không? Em nghĩ là không. Không. Khánh Linh thì sao em? Em nghĩ như thế nào? Em nghĩ ở người nước ngoài họ có mặc đồng phục không? Em nghĩ là không ạ. Còn bạn ở Nga thì sao em? Em nghĩ là có. Theo cô thì cô lại nghĩ là không, bởi vì cô thường xem phim nước ngoài ấy, với lại cô cũng có đọc truyện, thì cô chưa khi nào mà cô thấy học sinh ở đó họ mặc đồng phục cả. Cô chưa khi nào thấy luôn. Cô chỉ thấy họ mặc đồ thường ấy, đồ ở nhà, ví dụ như là áo hoodie này, quần bò này. Đấy, rồi mang theo cái cạp để đi học, kiểu kiểu đấy ấy. Chứ cô chưa bao giờ thấy đồng phục chung ở nước ngoài cả, đúng không? Ừ đấy, nên là cô cũng đoán là không. Ok, thế thì để biết hơn, biết sâu hơn về câu trả lời ấy, thì chúng ta sẽ nghe nha. Để cô mở cái bài nghe ạ. Ok, xem nào, học bài Unit 1. Close the look. Để cô tí nha, để cô xem. Bên này là Activity 1. Listen and repeat the words. No. Ok đây, đây đây đây. Có nhỏ quá không mấy đứa? Có nhỏ quá không để cô kết nối với Loan? Nhỏ quá không? Không ạ. Nghe được đúng không? Để cô mở nhá. Cô mở nhá.
Hi, my name's Janet. I'm 11 years old. I'm now in Duy Phương, có nghe có nghe audio mở đấy không? Hay là em đang lo chú ý? Nghe nhá, nghe ký này, bốn bạn nghe cô. Hi, my name's Janet. I'm 11 years old. I'm now in year 6 at Palmer School. I like it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful. And my favorite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have 2 hours to study Vietnamese every week. I usually do my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren't. We are going to have a biology lesson on a farm. Nghe lại một lần nữa nha. Hi, my name's Janet. I'm 11 years old. I'm now in year 6 at Palmer School. I like it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful. And my favorite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have 2 hours to study Vietnamese every week. I usually do my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren't. We are going to have a biology lesson on a farm. Okay. Các bạn đã nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa nào? Rồi ạ. Ok, thế thì bây giờ thì chúng ta đã biết câu trả lời của hai câu ở dưới đúng không? Câu 1, câu 2. So, what about the first question? First question. What is the answer? Tố Như, what is the answer of the question 1? Cái đáp án của câu 1 là gì em? Em nghĩ là họ có mặc đồng phục không? Khoan đã biết câu trả lời nào? Nga nào, Nga biết không nào? Em thưa cô là nếu mà theo em thì nó có vì trong bài em có nghe thấy cái từ là I wear uniform every day nhưng but today aren't em nghe thấy vì hôm đấy các bạn học khóa học thì sao ấy là bạn là mặc đồ bộ như thế đúng rồi các bạn có mặc đồng phục và mặc hàng ngày luôn every day but today aren't đúng không? Thế yeah. Là đáp án 1 là yes, they do wear uniform in school. Là đúng, họ có mặc đồng phục khi đến trường nha. Thế câu 2 nào? Câu 2 thì cô nghĩ là không cần phải nghe, chúng ta có lẽ là cũng biết đúng không? Do they learn Vietnamese as a foreign language? Có phải là họ học tiếng Việt giống như là một cái ngôn ngữ nước ngoài hay không? Thì các bạn nghĩ thế sao nào? Có phải không? Duy Phương? Câu 2 thì học tiếng Việt ở nước ngoài có được xem là một ngôn ngữ nước ngoài không? Em nghĩ sao về câu hỏi này? Ví dụ nha, ví dụ ta ở Việt Nam đúng không? Ta học tiếng Anh này, ta học tiếng Pháp này, ta học tiếng là tiếng Hàn này. Thì đấy có phải là tiếng nước ngoài không? Có. Ừ, thì bây giờ nếu như em ở Mỹ nha, em ở Mỹ mà em là người Mỹ đi thì em mà học tiếng Việt thì tiếng Việt có phải là một ngôn ngữ nước ngoài hay không? Tiếng Việt là có. Có đúng không? Thì câu 2 phải trả lời như thế nào hả em? Câu 2 là có hay không em? Là có. Ok. Em có hiểu câu hỏi không? Có cần cô dịch lại không? Dạ không. Các bạn ơi, cô nói này, mình ấy bên cạnh hiểu nếu như mà có từ mới mà các bạn không biết thì cô yêu cầu các bạn phải ghi lại vào vở nha. Bây giờ cô nghĩ là cô sẽ không dạy chay nữa mà cô yêu cầu bốn bạn phải có một quyển vở để học cho cô nha. Bắt đầu từ bây giờ nha.
chúng ta không học chay nữa. Học chay thì đúng là vẫn được cái này cái nọ, nhưng mà nếu như mà có từ mới ấy mà các bạn không học thì lần sau gặp lại thì các bạn sẽ không biết dịch như thế nào hay là hiểu như thế nào. Các bạn hiểu chưa? Nên là cô yêu cầu bốn bạn kể từ hôm nay phải có một quyển vở dành riêng cho tiết học của cô. Được không? Bốn bạn nha. Có gì thì cô sẽ cập nhật tất cả các từ mới mà các bạn chưa biết. Và cô cũng sẽ yêu cầu kiểm tra lại các từ mà các bạn đã học. Ok? Ok. Rồi. Câu 1. Bài 1 thì thế thôi. Chúng ta xuống bài 2 nào. Bài 2. Listen again and choose the correct answer. A or B. There are 5 sentences, right? 5 câu. Ở đây có 5 câu. Và mỗi câu sẽ có 2 lựa chọn khác nhau. Các bạn ơi, cô sẽ mở lại một lần nữa nha. Các bạn trước khi chúng ta nghe lại thì cô sẽ cho các bạn đọc qua 5 câu hỏi này này. Câu 1 nào, Duy Phương nào, câu 1 em hiểu như thế nào? Câu 1 họ hỏi cái gì hả em? Câu 1 em dịch cho cô đi. Duy Phương ơi, câu 1 ấy. Câu 1 bài 2 ấy. Dịch cho cô nào, đọc tiếng Anh cho cô trước đây nào. Healthy teacher is he a math teacher? Em đọc cái câu này ấy, em thứ nhất là em đọc em bỏ chữ, thứ hai là em đọc em sai chữ. Ví dụ như favorite thì em không đọc, em bỏ luôn. Jane is teacher is chữ her này thì em không đọc her mà em đọc là he. Chấm chấm trả lời luôn cho cô, trong khi cô chưa nói em trả lời. Bây giờ chúng ta chỉ đọc chắc cái câu này thôi nhá. Chúng ta chưa cần phải trả lời. Bây giờ em đọc lại cho cô nào. Từ này nghĩa là gì hả em? Favorite teacher, favorite teacher. Từ này nghĩa là gì? Câu này nghĩa là gì? Duy Phương. Câu đấy á. Câu đấy là từ favorite là gì hả em? Favorite. Mà đúng không? Ơi. Ơi. Mà. Có cái đấy dịch ra là mà đúng không? Mài. Mài là gì cơ? Em bảo cái từ favorite. Favorite. Đọc lại cho cô nào. Favorite. Đúng rồi, favorite. Từ đấy nghĩa là gì? Em theo em hiểu thì từ đấy nghĩa là gì? Từ đấy có phải là từ mà đúng không cô? Không phải. Từ đấy có nghĩa là yêu thích nha. Sở thích, yêu thích. Em nghe này, em nghe cách đọc nha, nghe cách đọc cô này. Favorite. Có nghe rõ không? Duy Phương có nghe không em? Có. Ok. Favorite nghĩa là gì hả Duy Phương? Favorite nghĩa là gì nào? Yêu thích. Đúng rồi, yêu thích. Thế thì favorite teacher là gì hả? Favorite teacher là gì hả em? Duy Phương, ghép cùng với teacher này thì câu này nghĩa là gì? Favorite teacher nghĩa là gì? Cô giáo. Favorite là yêu thích. Còn teacher là giáo viên đúng không? Thì favorite teacher sẽ là gì? Favorite teacher là... cô giáo yêu thích của ai đó, đúng chưa? Janice, favorite teacher, nghĩa là giáo viên yêu thích của Janice là... Đó là đó, em hiểu chưa? Các bạn ơi, các bạn có biết cái từ sở hữu này không? Lại từ sở hữu này không? Các bạn có biết đâu? Cái này này, khi mà bài từ sở hữu nó mang dạng như thế này này thì nghĩa là cái gì của ai đó. Ví dụ nha. Ví dụ này để cô viết. Duy Ok. Kiểu thế này này, để cô chia sẻ nhá.
thầy chia sẻ. Các bạn thấy không? Đây, cái này nghĩa là gì hả mấy đứa? Câu này nghĩa là gì nhỉ? Tố Như nào, cái này nghĩa là gì hả em? Tố Như ơi. Cái này, cô nói cái này ấy nghĩa là những quyển sách của Duy. Chưa? Tại sao lại là những quyển sách của Duy nào? Có bạn nào biết không nào? Có bạn nào biết không tại sao cô lại nói là những quyển sách của Duy trong khi ở đây cô còn chẳng biết cái gì đầy đủ mà cô vẫn biết đây là của Duy nào? Có bạn nào biết không? Mở mic ra giải thích cho cô với nào. Vật Nga nào. Em biết không? Em với cô là có cái PS ở sau cái chủ sở hữu ấy ạ, cái chủ ngữ của. Đúng rồi. Đây được gọi là gì nhỉ? Đây được gọi là gì nhỉ? Đại từ sở hữu nha. Cái này thì chắc là các bạn sẽ học sớm thôi nhưng mà bây giờ cô muốn các bạn làm quen. Nếu như mà các bạn thấy cái dạng này này thì đấy là đại từ sở hữu và đứng sau nó ấy, sẽ là danh từ thuộc về chủ ngữ này. Ví dụ, cho một ví dụ khác nha, ví dụ như là quả bóng của Johnny. John. Thấy chưa? Ball là quả bóng đúng không? John. Thì các bạn nhìn vào đây này là các bạn nhìn là à, đây là câu này nghĩa là quả bóng của John, đúng chưa? Hay là như lúc nãy ấy, Duy Phương ơi chú ý cho cô nhé. Favorite teacher, đúng không? Favorite teacher. Cái này là, câu này nghĩa là giáo viên yêu thích. Giáo viên yêu thích. Ví dụ như cô nói là giáo viên yêu thích của Phương là ai nhá? Giáo viên yêu thích của Phương này. Phương. Cô lấy em ra làm ví dụ. Lấy cho em thì em mới hiểu được chứ. Em thưa cô, tiếng Anh làm sao có lại có dấu nhỉ? Có chứ, đây không phải là dấu đâu em ạ. Đây không phải là dấu đâu. Kiểu đây là cách viết tắt của đại từ sở hữu ấy. Em hiểu không? Đây là cách viết tắt của đại từ sở hữu. Ví dụ như em muốn nói em thử nói đi nào, em cho cô một ví dụ bằng tiếng Việt đi rồi cô viết cho em. Cái gì của em ấy. Em thử cho cô một ví dụ đi để cô viết ra. Ví dụ nha, ví dụ như là Tố Như nhỉ. Cái gì của Tố Như nào? Đôi giày này là của Tố Như đi. Đôi giày này, this is shoes. Cái này có phải em hỏi cái chữ không? À không không không. Ok. Đây đây, câu này. Đây là đôi giày của là giày của shoes, ở đây là giày của Như. Đấy, em hiểu không? Các bạn có hiểu cái cách cô viết đây không? Của ai đó ấy, thì là đây là cái cách, đây là đại từ sở hữu, ý là nó sẽ nhấn mạnh nó sẽ nhấn mạnh một danh từ thuộc về ai đó. Các bạn hiểu chưa? Có bạn nào chưa hiểu không? Để cô giải thích lại. Tố Như hiểu chưa? Kiểu bây giờ đại loại là các bạn cứ thấy có cái dạng này này thì các bạn cứ hiểu là danh từ đứng sau nó ấy sẽ là thuộc về chủ ngữ đứng trước nó. Đây là cái công thức, đây là một cái dạng đặc biệt, một cái dạng của đại từ sở hữu và các bạn sẽ thường xuyên gặp nó luôn. Hiện tại thì cô chỉ mới giải thích qua thôi. Lần thì cô nghĩ là sang unit mới là sẽ học những cái này đấy. Nếu như mà cô nhớ không nhầm thì là vậy. Tiếp nha. Duy Phương có hiểu không? Duy Phương có hiểu không em? Hai bạn còn lại thì sao? Có hiểu không? Có ạ. Ừ, nói cho cô nhé, nếu như mà không hiểu thì cô giải thích lại. Tiếp nào. Được rồi, Janice's favorite teacher. Duy Phương ơi, dạ.
Cô này em dịch lại một lần nữa cho cô nào. Dịch lại một lần nữa cho cô nào. Ơi. Cô một đấy, dịch lại một lần nữa cho cô. Em với cô là giáo sinh à quên nhỉ. Giáo viên yêu thích của Janet. Janet là cô giáo viên dạy toán. Ok. Rồi, câu 2 nào. Tiếp nào, câu 2. Câu 2. Cô bảo em đọc hay là cô bảo em dịch cho cô? Đọc tiếng Anh và dịch luôn cho cô nhé. Ngày hôm nay Janet không mặc đồng phục. Ok, em trả lời luôn câu hỏi đấy đây. Rồi, thế nha. Cô 3 nào, cô 10 là tối như nào. Đọc tiếng Anh nào cô ạ? Đọc tiếng Anh và dịch luôn cho cô nhé. Em cho cô là Janet studies for 2 hours a week. Hours, cái này không phải how đâu. Từ này là hour. Các bạn nhớ nhá, tiếng ấy. 2 tiếng ấy, 2 hour, 2 tiếng ấy. Nhưng mà ở đây là hours. Không phải house, hours. Nhá. Con này nghĩa là gì nhỉ? Em cho cô là Janet học cái gì đó. Đúng rồi. 2 tiếng. 2 tiếng một tuần. Đúng rồi, 2 tiếng một tuần. 2 tiếng, đúng rồi, ok. Câu 4 nào. Câu 4, Khánh Linh ơi, Khánh Linh câu 4 cho cô nào. Cô ơi. À, cô muốn làm gì ạ cô? À, em đọc tiếng Anh và dịch cho cô nhé. That is really the homework in the library. Ok, em cũng giống bạn Phương rồi đấy. Cô không nói trả lời mà các bạn trả lời luôn rồi. Ok, câu này nghĩa là gì nhỉ? Câu này là... Cô, usually là gì ấy hả cô? Usually là thường xuyên ấy. Câu này đợt trước cô có dạy ở bài trước rồi đấy. Bài hiện tại đơn ấy. Usually. Nghĩa là thường xuyên nha. Thường xuyên. Tiếp nào. Dịch đi em. Janet thường xuyên. Thường xuyên làm bài tập về nhà của cô ấy ở đâu đúng không? Khánh Linh đúng không? Vâng. Em có biết homework là gì không em? Như cô là homework là bài tập về nhà. Ừ. Tiếp nào em dịch cho cô luôn câu 5 đi em. Em như cô, câu 5 là... Cô năm biết không nào? Her class nghĩa là gì nhỉ? Lớp của cô ấy. Her is going to have a biology lesson. Sẽ có tiết học sẽ có một tiết sinh học ở đâu đúng không? Khánh Linh ơi, biology lesson một tiết sinh học nha. Tiếp này. Các bạn có thấy cái cấu trúc này không? Be going to do something. Các bạn có thấy cấu trúc này không? Be này. Các bạn có biết động từ to be không? Có bạn nào không biết động từ to be là gì không? Cho câu hỏi với. Có bạn nào cho biết không? Động từ to be là gì nhỉ? Ơi. Ơi. Không chắc cô nói nhưng em quên mất là gì. Tối như có biết động từ to be là gì không em? Em cho cô là em biết hơi hơi cho cô. Ok, Nga có biết không em? Em cho cô là theo nghĩa là nó sẽ là is a. Rồi, đó là của thì tại đơn. Đấy nhá, bây giờ thì mặc dù là chúng ta chưa làm bài luôn nhưng mà cô muốn là trong mỗi bài ấy là cô sẽ giải thích tận tình cho các bạn về một số thứ mà các bạn không biết để mà lần sau gặp thì sẽ không cần phải hỏi cô là cái gì nữa. Ok, đầu từ to be nha. Này, ví dụ đi của thì hiện tại đơn trước. Thì hiện tại đơn này. Thì
thì chúng ta sẽ có ba động từ to be chính, đó là is, dành cho, chủ ngữ là he, she và it. Tiếp là am, dành cho chủ ngữ là I và are, dành cho chủ ngữ là I, oh no, you, we and they. Ví dụ nhá, he is, ví dụ này, he is, đấy, he is a teacher, đấy, anh ấy là một giáo viên. Chúng ta sẽ sử dụng động từ to be là gì nhỉ? Is, đúng không? Đấy, hay là tôi là I am, viết tắt là như thế này này, viết tắt là như thế này. Oh, sorry. Nếu mà viết đầy đủ ấy phải là như thế này, I am tôi là một tôi là một ca sĩ đi, I am a singer, đúng chưa? Tôi là một ca sĩ, viết đầy đủ là viết như thế này này, và viết tắt sẽ là viết như thế này này, I am a singer. Đấy, các bạn ơi, nhìn cho cô nhá. Rồi, còn cái dưới này này, động từ to be của dưới này này, ví dụ đi, họ là có cái gì không nào? Ok, chúng tôi, we nhá, chúng tôi, we are a team, chúng tôi là một chúng tôi là một đội, we are a team. Đấy, là một đội. Đấy, các bạn có hiểu cách dùng của động từ to be không? Các bạn có hiểu cách dùng của động từ to be không? Là cái gì ấy, nếu mà các bạn muốn giải thích đây là cái gì, tôi là ai, thì các bạn sẽ sử dụng động từ to be cho cô nhé. Ví dụ tiếp nhá, đây là một cái máy tính, thì chúng ta sẽ nói là this is a computer, đây là một cái máy tính. Đấy, cách dùng đấy, động từ to be sẽ đứng ở đây, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đấy. Còn I am thì nó luôn đi với ai chứ không đi với các chủ ngữ khác. Luôn nói I am, ví dụ như ví dụ như là bạn Duy Phương, bạn nói là tôi 11 tuổi đi. I'm 11 years old, đúng không? I'm 11 years old. Đấy, thì cái động từ I am này, đấy, động từ to be này là cái này. Đấy, thấy hiểu chưa? Hiểu chưa? Có bạn nào chưa hiểu nữa không? Còn A thì nó nhiều lắm. Nói chung là các bạn muốn chỉ là ai hay là gì thì các bạn sẽ sử dụng động từ to be trong thì tại đơn cho cô nhé. Còn động từ thường ấy thì là sẽ thêm S với ES. Với chủ ngữ như thế nào nhỉ? Bạn Nga nào? Động từ của hiện tại đơn mà sẽ thêm S hoặc ES nếu chủ ngữ như thế nào hả em? Như cô là chủ ngữ, nếu như chủ ngữ là he, she, it ạ. Đúng rồi, nếu chủ ngữ là he, she, it thì động từ thường phải thêm S hoặc ES. Và động từ giữ nguyên với chủ ngữ như thế nào hả Phương? Phương ơi, động từ trong thì tại đơn sẽ giữ nguyên nếu chủ ngữ như thế nào hả? Ơi, có bảo gì cô? Động từ của thì hiện tại đơn sẽ giữ nguyên nếu như chủ ngữ như thế nào hả? Động từ của thì hiện tại đơn. Động từ thường ấy. Từ khi nãy đến giờ em có chú ý cô giảng cái gì không đấy? Hay là giờ em đang bận chụp cái thế là lúc nãy giờ là cô giảng em không nghe luôn đúng không? Duy Phương ơi, tập trung học cho cô nhá. Cô phải giải thích cho cả bốn bạn chứ không phải là giải chắc cho Duy Phương, nên là Duy Phương chịu khó tập trung cho cô, nếu không là cũng chậm tiến độ các bạn nữa. Rồi, cô hỏi đấy. Cái này chúng ta từng học rồi, bây giờ em trả lời cho cô đi em. Động từ thường trong thì hiện tại đơn
sẽ giữ nguyên nếu như chủ ngữ như thế nào? Cô chủ ngữ ra... Ví dụ nha, động từ đông, động từ sẽ thêm s hoặc es nếu chủ ngữ là số ít, là he she it. Thế thì động từ của thiên đại đơn sẽ giữ nguyên nếu như chủ ngữ như thế nào? Chủ ngữ như thế nào? Chủ ngữ là gì nhỉ? Đoán nào, nhớ nào. Thiên đại đơn. Ôi. Là he she it là số ít. Chủ ngữ số ít thì động từ phải thêm s hoặc es. Thế thì lại đơn động từ giữ nguyên thì chủ ngữ phải như thế nào? Phải số như thế nào? Ngược lại với số ít là số gì? Là số nhiều. Gì nào? Chủ ngữ là gì nào? Ai? I am. Không. Am là động từ to be rồi em. Chủ ngữ mà. Chủ ngữ. Có hiểu gì không nhỉ? Đây là chủ ngữ số ít này. Chủ ngữ số ít này. Thì mình sẽ động từ thường nhá. Đây là động từ thường nhá. Động từ thường này. Cô buổi trước cô dạy rồi. Duy đâu phải chưa dạy đâu. Này, Duy Phương nghe lại một lần nữa cho cô này. Nhớ cho cô nhá. Trong thi hiện tại đơn, chúng ta chia ra hai loại động từ. Một là động từ to be, hai là động từ thường. Động từ to be của thi hiện tại đơn có bao gồm những cái gì nào? Gồm am, is và are, đúng chưa? Động từ to be này của thi hiện tại đơn này, am này, is này, are này. Duy Phương thấy không? Ừ. Cái đoạn này em cũng không nghe đúng không? Cái đoạn khi nãy cô giải thích ở đây em cũng chưa nghe đúng không? Không, em nghe rồi. Em nghe rồi. Thế nhá, ví dụ is thì có he is này, this is này, a thì có I am này, a thì có này, you are này, we are này, they are này, họ là ai đó ấy. Ví dụ như là we are a team, là chúng tôi là một đội. We are a team. Đây câu này, chúng ta là một đội, thấy chưa? Thấy gì không? Đấy. Còn động từ thường ấy, ví dụ như là động từ chơi chẳng hạn, ví dụ như là he play, phải thêm cái gì nữa nhỉ? Thêm cái gì đằng sau nữa nhỉ? Thêm cái gì nhỉ? Gọi là thêm s play football, anh ấy chơi đá bóng, đúng chưa? Chơi bóng đá, chơi đá bóng. Còn động từ chủ, động từ mà giữ nguyên ấy là nó đi với chủ ngữ số nhiều là I, you, we và they. Số nhiều là chủ ngữ, à, động từ giữ nguyên cho cô ở trong thi hiện tại đơn ấy nhá, nhớ chưa? Ví dụ nhá, they eat much, họ ăn quá là nhiều. Đấy, họ ăn quá nhiều. They eat too much, họ ăn quá nhiều. Em thấy không? Nó khác nha. Ví dụ Duy Phương chú ý cho cô nào. Em có thấy động từ chính ở đây là gì nhỉ? Động từ chính ở đây là gì nhỉ? Eat là ý nghĩa là gì nhỉ? Là ăn. Nhưng mà bây giờ nhá, em nhìn cho cô này, nhưng mà bây giờ cô đổi chủ ngữ là dây thành she đi. Thì cô có giữ nguyên chữ ít này nữa không? Hay là cô sẽ phải thêm cái gì vào? Nếu như mà cô đổi chủ ngữ thành she thì động từ như thế nào nhỉ? Động từ thì phải như thế nào nhỉ? Duy Phương? Cô là động từ giữ nguyên. Cô đổi chủ ngữ rồi mà. Cô đổi chủ ngữ là she mà. She này. Cô ấy ăn quá nhiều. Chủ ngữ số gì nhỉ? Chủ ngữ số gì nhỉ? Cô ấy là một đúng không? Một cô đúng không? Vâng. Có phải là số ít không? Có. Thì động từ phải thêm cái gì? Phải thêm gì vào nhỉ? Thêm gì vào em? S. Đúng rồi, thêm S hoặc là
ES thêm S hoặc là ES nha. Thì ở đây phải thêm cái gì vào? Thêm cái gì vào sau chữ ít này? Em coi là phải thêm chữ ES hả? ES nó không thêm ở đây, nó thêm vào những chữ khác. Ở đây chỉ thêm chữ S cho cô nhá. Ví dụ nhá, ES thêm vào những chữ như thế này này. Watches. Watch. Thì mình phải thêm ES vào. Đấy, kiểu như thế này này. Hay là place. A place. Không, place là thêm S. Em có hiểu không? Không có. Duy Phương, em là em học chậm hơn các bạn khác mà em lại không chú ý nghe giảng, là em rất là chậm luôn. Cô giải thích cho em xong là các bạn cũng đời mòn đời mỏi đấy. Rồi, bây giờ đã hiểu qua động từ to be và động từ thường như thế nào chưa nào các bạn? Đã hiểu qua chưa? Rồi ạ. Duy Phương đã hiểu động từ to be như thế nào cho em? Có mấy loại động từ to be nào? Trong thiền tại đơn ấy, có bao nhiêu động từ to be ở trong thiền tại đơn nào? Duy Phương nói cho cô nghe thử nào. Mau mau em ơi. Có động từ to be của thiền tại đơn có những gì nào? Cái này dễ mà. Động từ to be của thiền tại đơn có những gì? Em nói cho cô nghe nào. Có là có gì? Có gì? Is am cả a is dành cho chủ ngữ là he she và he she is am dành cho chủ ngữ là I am rồi I am và a dùng cho chủ ngữ là you were not a từ này không đọc là where nhỉ, từ này đọc là we. We đã hiểu chưa? Câu hỏi tiếp, động từ thường của thiền tại đơn nào? Động từ giữ nguyên với chủ ngữ là gì hả em? Động từ sẽ giữ nguyên với chủ ngữ khi nào? Không, cô là động từ giữ nguyên khi chủ ngữ là số nhiều. Cụ thể đi, chủ ngữ số nhiều như là như là cô cho đi quy tiếp quy rồi ai nghe cô nhá, đọc theo cô một dòng nhá. I you we they nhớ cho cô nhá. I you we they. Duy Phương ơi, tập trung cho cô nào. Biến mất đâu rồi nhỉ? Ok. Cô cũng mệt bản này lắm đấy. Tiếp 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 nào. Thế mấy bạn khác thì sao? Duy Phương, chủ ngữ số ít sẽ đi với động từ số ít sẽ đi với chủ ngữ như thế nào hả em? Động từ số ít sẽ đi với chủ ngữ như thế nào? Anh cho cô động từ số ít sẽ đi với chủ ngữ là chủ ngữ là he he she và it. Đúng rồi, động từ sẽ phải thêm cái gì vào nhỉ? Động từ sẽ phải thêm thêm cái gì á? Động từ thường sẽ phải thêm cái gì vào? Thêm cái gì vào? Nhớ nào, nhớ nào. Thêm cái gì nhỉ? V, V, S, với là cả E, S. V là động từ này, V là động từ. Còn đuôi đây này. Thêm S hoặc là E, S, đúng rồi. Đã hiểu chưa Duy Phương? Cuối buổi cô nhắc lại một lần nữa đấy nhá. Cuối buổi cô yêu cầu Duy Phương nhắc lại một lần nữa cho cô đấy. Chưa nhớ là cô phải nhắc đi nhắc lại luôn.
Rồi, Khánh Linh có hiểu không em? Khánh Linh có hiểu cô giảng gì không em? Em có. Nhớ hết rồi đúng không? Vâng. Ok. Nga với Tố Như thì sao em? Hai đứa có hiểu gì không? Có. Nhớ không? Không cần nhắc lại là đúng không? Nghe cô nhắc cho bạn Duy Phương là đủ. Đủ nhớ sâu vào đầu rồi. Tiếp tiếp. Chúng ta tiếp tục chủ đề bài học. Rồi. Đấy, đấy là động từ to be. Và sau động từ to be thì động từ thường phải là một phép in nha mọi người, không đi chung hai động từ thường với nhau nha. Có động từ to be thì động từ thường phải thêm phép in đằng sau. Và ngược lại nha, ngược lại là nếu như mà động từ thường có rồi thì sẽ không có động từ to be. Nếu có là sai. Ok. Tiếp nào, bây giờ cô sẽ cho cả lớp nghe lại một lần nữa và chúng ta sẽ chọn đáp án đúng nha. Nghe lại một lần nữa này. Hi, my name's Janet. I'm 11 years old. I'm now in year 6 at Palmer School. I like it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful. And my favorite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have 2 hours to study Vietnamese every week. I usually do my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren't. We are going to have a biology lesson on a farm. Okay. Câu 1 nào. Duy Phương chọn gì hả em? Câu 1 Duy Phương chọn gì? Đúng cho cô là chọn... Có một chiếc điện thoại thôi ạ. Ôi, em ơi. Bây giờ em làm bài 2 cô. Ừ, chúng ta làm bài 2. À, em cô là... Giáo viên yêu thích của Janet là giáo viên nào? Là A. A. Math teachers. That's correct. Đúng rồi. Khánh Linh là câu 2 em chọn gì em? Câu 2 em chọn gì? Đừng cô là câu 2 em chọn B. Đúng rồi, câu 2 chọn B. Tiếp nào, câu 3 nào. Câu 3 Tố Như nào. Em thưa cô, câu 3 em chọn câu B ạ. Câu B, ok. Câu 4 nào. Câu 4 là A nào. Em thưa cô, em chọn A. Câu 5 nào, Duy Phương nào. Câu 5. Em thưa cô là em chọn A. À. Tố Như ơi, bạn trả lời đúng chưa em? Em cho cô, bạn chọn A đúng rồi ạ. Rồi, ok. Được rồi nhá, bây giờ chúng ta qua bài 3. Write the answer to the following questions about your school. Bài 3 yêu cầu những gì nào? Bài 3 yêu cầu chúng ta làm gì nào? Bạn Tố Như nào, bài 3 yêu cầu chúng ta làm gì hả em? Bài 3 yêu cầu chúng ta làm gì nào? Tố Như ơi, Tố Như đâu rồi? Em cho cô là... Bạn Nga nào? Câu bài 3 yêu cầu chúng ta làm gì? Em cho cô là viết những câu trả lời cho những câu hỏi dưới đây về trường của bạn ạ. Ok. Bài 3 yêu cầu thế thôi, có gì khó đâu. Write the answers to the following questions about your school. The first question is, what is the name of your school? Second question, where is your school? The next question is, how many classes does your school have? What do students do at your school? And the final question is, what do you like about your school? 5 câu hỏi này đang hỏi về những gì nhỉ? Duy Phương à, câu hỏi thứ nhất hỏi gì nào?
Cô là câu hỏi thứ nhất là hỏi Câu hỏi thứ nhất, câu hỏi gì nhỉ? trường bạn à trường bạn tên là gì? Đúng rồi, trường bạn tên là gì? Câu 2 nào. Câu 2, hỏi gì? Trường bạn ở đâu? Trường bạn ở đâu? Đúng rồi. À, tối như nào, câu 3 hỏi gì? Em thưa cô ba hỏi là ở trường bạn có bao nhiêu lớp học ạ? Rồi, câu 4, Khánh Linh. Câu 4, Khánh Linh. Câu 4 hỏi gì? Khánh Linh. Câu 4 hỏi gì? Dạ. Thưa cô là cô muốn hỏi là trường bạn Students. Students là gì? là học sinh hả? Ừ. Họ hỏi cái gì đấy? What do students do at your school? School. Cái này hỏi gì nhỉ? Học sinh ở trường thì làm những gì đúng không? Học sinh trường bạn thường làm những gì? What do students do at your school? Có hiểu không? Có hiểu câu hỏi này không, Khánh Linh? Có. Ừ. Câu hỏi này hỏi là học sinh của trường em thì thường làm gì? Họ thường làm gì ở trên trường ấy? Cô Năm nào? Duy Phương nào? À, cô Năm Nga đi. Cô Năm Nga. Đến với cô là bạn có thích trường của bạn không? Không. Nếu như mà câu đấy ấy, thì mình phải bỏ chữ what đi. Bỏ chữ what đi thì mới đúng cái câu hỏi của em là do you like your school? Còn cái này là what do you like about your school? Cái này hỏi gì nhỉ? Hỏi lại nào. Bạn thích gì về trường của bạn ạ? Đúng rồi. Em nhớ phân biệt rõ cho cô nhé. Câu hỏi what là hỏi về cái gì? Còn câu hỏi do ấy là hỏi có hoặc không. Nhá, nhớ nhá. Ạ. Ừ. Rồi, thế cái này chúng ta sẽ tự làm, mỗi người sẽ cho cô từng câu trả lời riêng của trường của các bạn, về trường các bạn. Cô cho các bạn 5 phút nhé. 5 phút. Các bạn viết cho cô trả lời cho cô 5 câu hỏi này này. Lát nữa cô sẽ hỏi các bạn bằng tiếng Anh và các bạn sẽ phải trả lời cho cô bằng tiếng Anh luôn nhé. Được không nào? 5 phút có hơi ít không hay là như thế nào? Mấy phút hả? Mấy phút nha. Duy Phương, có nghe cô nói gì không hay là đang thẫn thờ cái gì đấy em? Mặt em như kiểu là đang bay lên 9 tầng mây ấy. Đâu, em có ấy gì đâu, em Em đang buồn ngủ hả? buồn Mà em bị gì chẳng ơi. đâu. Ok, nghĩ cao trả lời nhé. Cô cho các bạn 10 phút. Các bạn trả lời cho cô nhé, 5 câu hỏi này này. Và cô sẽ hỏi các bạn bằng tiếng Anh nhé. Cô sẽ hỏi các bạn bằng tiếng Anh và các bạn sẽ phải trả lời cho cô bằng tiếng Anh, bằng cái câu trả lời của các bạn ấy. Chúng mình không trả lời bằng tiếng Việt nha. 5 bạn nha, à 4 bạn nha. 10 phút. Bây giờ là 43, 10 phút nữa là 53, 8 giờ 53 cô sẽ hỏi các bạn. Ok. Viết cho cô câu trả lời nhá. 5 câu đấy. Cô sẽ hỏi bằng tiếng Anh đấy. Cô sẽ hỏi từng bạn một. Bốn bạn. Bắt đầu nha. 10 phút này. Bắt đầu. Các bạn ơi nhớ viết vào giấy cho cô, nhớ viết vào giấy cho cô. Bởi vì là viết vào thì chúng ta mới dễ dàng đọc ra được. Với lại là lát nữa bài tập về nhà ấy,
là cũng sẽ là giới thiệu về ngôi trường yêu thích của mình. Nên là các bạn nhớ viết câu trả lời vào để dễ dàng làm bài tập về nhà hơn nhá. Thì Phương hỏi gì cô à? Ok.
Xong chưa? Đã xong chưa? Rồi ạ. Ok. Bạn nào trước nào? Bạn nào muốn trả lời trước nào? Tố Như nha. Tố Như nào? Ok. So let me ask you something about your school. So what is the name of your school? Can you tell me about that? It is a secondary school. Okay. So where is your school right now? It is in Sisa Village, Middle District, Hanoi City. Cô nói này, thay vì mình cứ trả lời luôn là it is, mình thay cho cô một tí nhá, là my school in đó, ở đâu đó, thế em trả lời nhá. Em hiểu chưa? Cô hỏi lại nhá, where is your school? My school in Sisa Village, Middle District, Hanoi City. Okay, so how many classes does your school have? It has 12 classes. Oh, 12 classes. Okay, what do students do at your school? They learn many subjects and play games. Anything else? What subject do they study? What subject do they study? Can you understand my question? Tố Như, họ học những môn gì ở trên lớp nào? We have math, English. They learn, no. They learn math. They learn math, English, science, Vietnamese, biology. Biology, subject. Right? Okay, the next question. What do you like about your school? School. The students are friendly, and the teachers are nice. Okay, teachers are nice and your friends are friendly. That's good. I love your school too. Okay. Good job. Tiếp nào, bật Nga. Nga. Dạ. Okay. Tell me about your school. The name. So the first thing I want to know that your name school. My school name is Pisa Secondary School. Okay. So where is your school? My school name is Sisa Village. Oh, Sisa Village too? Yes. Okay. So how many classes does your school have? My school has 12 classes. 12 classes. Yes. It's same with Tố Như school, right? Yes. Okay, so what do students do at your school? They study many different subjects like math, Vietnamese, English, and science. Anything else? Just study, not do anything other? And they play many games. Games? So can you tell me some of games that they play in your school? Yes. I'm listening. They play football. Football. Yeah. Volleyball. Tennis. Play table tennis. Tennis. Yes. And badminton. That's great. So, what do you like playing in your school? I like playing badminton.
You like playing badminton with your friends? Yeah, that's a good sport. You should do every day in your school after the after resting, yeah, right? Yes. Okay. So the next question is, what do you like about your school? I like it because it's very beautiful and the students there are friendly. Anything else that you like about your school? What about picture? What about your picture? Are better. What? And the teacher are better. I don't understand. Và giáo viên ở đây rất tốt đấy cô. Ơi. Và giáo viên ở đây rất tốt. À, thì tiếng Anh nói gì nhỉ? Very nice. And the teacher there is very better. Very better nice. Tốt đấy cô. Ơi ơi. Tốt đấy cô. Better là tốt đấy cô. Mic em hơi rè đúng không? Ủa, mic em hơi bình thường cô. Thế mic bằng nào nhỉ? Hay là chỗ em hơi rè, chỗ em hơi ồn ấy. Đúng không? Em nói à, người thân em nói nhỏ nhỏ tí nhá. Ok, nói tiếp nào. Ví dụ như mà mình nói thầy cô của mình rất là tốt ấy, rất là tuyệt ấy, thì sẽ nói là my teachers are nice and they very good at teaching. Là họ rất tốt, họ dạy rất là tốt và có thể họ rất là thân thiện. Đấy, có rất nhiều cái để nói về giáo viên và bạn bè. Rồi. So that's all about your school, right? Yes. Okay, that's good. Next is Khánh Linh. Khánh Linh, where's you? Where are you right now? Where are you right now? Oh. Khánh Linh ơi, xuất hiện đi em. Khánh Linh ơi, tell me about your school. What? Tell me about your school. So what is the name of your school? The name of my school is Hanh Quang. Okay. Where is your school? It's in Hải Dương. Your school is in Hải Dương, right? Okay. How many classes does your school have? They are 21 classes in my school. No, I asked about classes. Câu hỏi này là có bao nhiêu lớp ở trong trường của bạn? Thì không hỏi là có bao nhiêu người trong lớp của bạn nhé. Nếu như mà có bao nhiêu người trong lớp của bạn, câu hỏi sẽ như thế này này. How many people in your classes? Đấy, là có bao nhiêu người ở trong lớp của bạn, đúng chưa? Nhưng mà câu hỏi này là how many classes? Có bao nhiêu lớp học mà trường bạn có ấy, ở trong trường bạn ấy, hiểu không? Thì câu này em phải nói là trường em có bao nhiêu lớp nào? Trường em có 31 hả? Có 31 lớp thì mình sẽ trả lời là my school has 31 classes, right? Khánh Linh? Dạ. Được chưa? Vâng. Khi mà cô hỏi bằng tiếng Anh, cố gắng tương tác cho cô bằng tiếng Anh luôn nha. Mình không nói tiếng Việt nữa, cố gắng tương tác bằng tiếng Anh. Cô hỏi đúng không, mình sẽ trả lời là yes or no. Chứ không im lặng nha. Người ta hỏi mà mình không trả lời là bất lịch sự đấy. Các bạn hiểu chưa? Nên là cô hỏi cái gì cũng phải trả lời cho cô nhá. Câu 4 nào. What do students do at your school? A school student has listen, play a free time. Okay. They... À mà khi nãy em có nói student play được cái gì cơ? Listen á? Dạ, em nói bảo là... Em nói gì? Em trả lời lại cho cô bằng tiếng Anh nào? Trả lời lại cho cô bằng tiếng Anh nào? Nói rõ hơn nào? A school student has listen. Okay.
Em nói thế là không không chính xác lắm. Nghe cô nói nhá. At my school. Ở trường của tôi. Students study, they do study and play in their free time. Học học và chơi vào giờ nghỉ. Đúng chưa? Mà em không hề nói đến việc học nhá. À, thế thì học sinh đến trường là chỉ nghe và chơi thôi hả em? Không học à? Đúng không? Nên là mình phải bổ sung cho cô nhá. Trả lời lại nào. What do students do at your school? Cô, tôi học nói như thế nào cô? Tôi học nói như thế nào? Ơi, cái gì? Tôi học nói như thế nào cô? Trường học á? Học bài á? Học bài á? Vâng ạ. Học bài là study. Từ này này, à, nó có à? Không có. Study, có biết từ đấy không? Biết từ đấy không? Vâng, có. Cô quên thôi ạ. Ừ. Study. My school students study and play at free time. Okay. So what they do at the free time? Almost. Can you tell me more about that? Họ thường chơi những gì nhỉ? I play football and badminton. Mình có thể trả lời như thế này này. They usually play badminton, volleyball or basketball in free time. Các bạn có nghe cô nói gì không? They usually play football, volleyball or basketball in the free time. In free time. Đấy, đấy là cách trả lời đấy. Hiểu chưa? Thôi nhá. Khánh Linh à, cô thấy Khánh Linh cần phải luyện tập thêm nhiều nhá, em nhá. Yes. Ok, that's good. Tiếp theo, cái bạn đang buồn ngủ, đang đợi đến lượt của mình. Di Phương. Không có buồn ngủ đâu. Cái mặt của em lúc nào cũng buồn ngủ, các bạn có thấy không? Cái mặt của Di Phương lúc nào như thế này này. Bây giờ cô nháy cho các bạn xem nhá. Di Phương lúc nào cũng như thế này này. Ui giời ơi, rút điện thoại. Hoảng hồn. À, mặt của Di Phương lúc nào cũng thế này này. Đến lúc cô gọi ấy, cô gọi thì mặt của Di Phương sẽ như thế này. Đấy, kiểu như thế đấy. Ý là cứ lờ mờ đến lúc cô gọi thì mới đè cái mặt vào màn hình. Như kiểu là bị ai thức giấc ấy. Đúng không Di Phương? Cô nói đúng không? Quá đúng ấy chứ. Tiếp nào, Di Phương nào. Cô sẽ hỏi em nha. So tell me about your school. What is the name of your school? Shisa Yonin is school. Okay. Where is your school? My school is in Shisa Middle. Okay. How many classes does your school have? My 12 classes. How many classes does your school have? My has 12. Trường em có bao nhiêu lớp? 12. Có bao nhiêu lớp nào? 12. 12 thì mình phải trả lời là there are 12 classes in my school. Trả lời cho cô nào. Cô trả lời là my school has 12 classes. Đúng rồi. Trả lời như thế cũng được nha. Trả lời cho cô nào. Trả lời đi em. Cô trả lời cho cô. Okay. So, what do students do at your school? My school learn subject and learn
Equipment. Thôi, cái gì? Trả lời lại nào. Cái này hỏi hỏi về cái gì nào? Cái này hỏi về cái gì nào? Câu hỏi này là hỏi về học sinh đúng không? Học sinh làm gì ở trường? Đúng rồi, thì mình phải trả lời là they study, họ học và họ chơi vào giờ nghỉ. They study and play in their free time. Đúng chưa? Rồi em đang trả lời là em học và được làm những thí nghiệm. Học thuộc lòng tín hiệu á? Không, ý em đang bảo là em dịch ra là nghĩa là em vừa được học và em được vừa được làm thí nghiệm. À, đọc tín hiệu là gì cơ nhỉ? Cô không hiểu lắm. Tín hiệu giống như là mình dễ trong giờ sinh học thôi. Ờ, nói cái gì dễ hơn đi. Nói cái gì gì ấy, cô chả hiểu em nói gì. Ý là sao nhỉ? Mình học này. Nhưng mà cái đọc tín hiệu đấy, có bạn nào giải thích cho cô không? Ý là sao? Là đọc 5 điều Bác Hồ dạy hả? Hay là gì? Chị Phương? Em trả lời câu khác. Trả lời đi. While money subject in joining many starting club. Ý em là gì? Nghĩa là chúng tôi được học và tham gia nhiều câu lạc bộ. Đúng rồi, nhưng mà cái này người ta hỏi là học sinh ở trường của em đúng không? Chứ họ không hỏi em. Nên là em phải trả lời là họ. Chứ không phải là chúng tôi đúng không? Chị Phương? Ừ, họ hỏi họ mà. Nên là em phải nói là họ học và tham gia nhiều câu lạc bộ ở trên trường. Ý em là như thế đúng không? Thì mình sẽ phải trả lời là như thế nào nhỉ? They study and join many interesting club. Họ học và tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị. Có hiểu câu của cô không? Y Phương có hiểu câu của cô không? Có. Em mở mic cho cô nhé, đừng có lúc tắt lúc mở. Mở mic hiện tại cho cô mở luôn đi, khi nào cô bảo tắt thì tắt. Bây giờ nhá, bây giờ em nói theo cô nào. They study and join many interesting club. Trả lời nào. They study and enjoy many interesting club. Club in school. In school là ở trên trường ấy. Đã hiểu câu trả lời của mình chưa? Nhớ viết vào nhá, nhớ viết vào giấy nhá, để cô lát nữa cô sẽ ra bài tập về nhà là các bạn phải tự giới thiệu về ngôi trường của mình. Có đầy đủ 5 ý trong sách, đầy đủ 5 ý trong sách. Sẽ quay video và giới thiệu về ngôi trường của mình bằng tiếng Anh. Và đăng lên trên trang của thầy Giang nhá, trang Facebook của thầy Giang để cô chấm điểm. Ok. Nên là các bạn nhớ viết các cái ý câu trả lời của mình vào giấy để mà trả lời để đọc cái bài giới thiệu về trường của mình cho cô nha. Rồi bây giờ cô hỏi lại Duy Phương một tí nhá. What do you like about your school? À nhầm, what do students do at your school? What is my... Cô hỏi câu 4 đấy. What do students do at your school? They student study and join many cô này dài quá cô ơi. Em bỏ cái từ thú vị ra đi, em nói câu lạc bộ được và tham gia nhiều câu lạc bộ đến trường. Câu lạc bộ là gì? Club thì join many club ở đâu? In school. Câu hỏi này join viết như thế nào? Join viết như thế nào? Duy Phương, join viết như thế nào? Có hiểu cái từ đấy không hay là học vẹn đây? Không hiểu.
Joy viết như thế nào? Joy là gì? Mở mở mic ra nào. Em tắt mic rồi. Mở mic ra nào. Joy là gì? Là vui vẻ. Vui vẻ cái đầu em. Cái đấy là tham gia em ơi. Vui vẻ cái gì? Đây này, để cô viết cho em nhé. Rồi, các bạn ơi, các bạn không biết từ này ghi cho cô luôn. Tham gia. Thì Phương thấy chưa? Câu của em khi nãy ấy là they study and join many club in school. Phương có thấy câu của cô không? Thì Phương có thấy không? Mở mic ra, cô đã bảo tắt đâu, mở mic ra. Đây, có thấy không? Có. Ừ, đọc lại cho cô câu này đi em. They study, à, they study. Từ này nghĩa là gì? Đọc như thế nào? Student. Không, study, cô sửa mãi nhỉ? Sửa mãi mà chưa được. They study and join me money clubs in school. Cái này là many. Many nhá, còn money là tiền. Tiền thì viết khác, viết kiểu này này. Money đây này. Còn đây là many nhá. Tiếp nào. Đọc lại cho cô nào. The study and join many clubs in school. Đúng rồi, đọc lại một lần nữa nào. They study in join many clubs in school. Đúng rồi. Đọc lại một lần nữa nào. Đọc nhiều để cho Thảo cái miệng của em kiểu như không quen là tiếng Anh ấy, nên là hay nói ngọng cực. They study and join in many club in school. Đọc lại một lần nữa nào, chưa Thảo. They study study and join in many club. Many club in school. Nghe cô đọc nhá. Nghe cô đọc này. They study and join many club in school. They study and join many club in school. Nói cho thuần thạo một tí nhá. Rồi. Bây giờ cô hỏi tiếp nhá. What do you like about your school? What do you like about your school? Phương, what do you like about your school? They study. Thực ra cô không hỏi câu đấy đâu, cô hỏi câu khác cơ. Có mà cái they study. Cô hỏi câu này này, câu năm này này. Em thích điều gì về trường của em? My school has a long playground and I like it very much. Your school has what? Ý là cô em nói cái từ gì ấy, cô chưa nghe rõ, em nói lại một lần nữa đi. Cô nghe được một nửa rồi, cô nghe được một nửa rồi. Trường em có cái gì cơ? My school has a nice playground and I like very much. Okay. That's a good answer. Okay. Thế câu trên này thì sao em? Câu 4 ấy. What do students do at your school? Em trả lời lại cho cô nào. What do students do at your school? Câu 4. Nói chuyện với ai thế?
Trả lời đi em. Đúng với cô là the study. À, study hả? À, study investment class. And tham gia tiếng Anh là gì? Joy. Joy. Tiếp. Joy. Joy gì? Joy English in school. Joy cái gì cơ? Tham gia cái gì? Tham gia ở trường á? Tham gia câu lạc bộ thì phải nói như thế nào? Joy. Joy club. Đúng rồi, school. Joy club. Đúng rồi. Mình có thể nói là nhiều nhiều câu lạc bộ ấy, nhiều câu lạc bộ thì phải nói như thế nào? Many club, đúng không? Phương cứ nhìn ai thế nhở? Cô dạy thì không chịu nhìn mà cứ nhìn ai ấy. Rồi. Phương ơi, nhớ về luyện tập cho cô nhá. Phương. Dạ vâng. Bây giờ này, cô giao bài tập về nhà cho các bạn này. Cô giao bài tập về nhà cho bốn bạn này, bốn bạn nghe đó cho cô này. Bạn à? Các bạn Khánh Linh đâu rồi? Em tắt cam, em đi đâu rồi? Mở camera cho cô nào. Khánh Linh à? Ok, bốn bạn nghe đó cho cô nhé. Bài tập về nhà của buổi hôm nay ấy, các bạn sẽ giới thiệu về trường của mình. Gồm 5 ý như đọc sách luôn. Ý thứ nhất là tên trường, ý thứ hai là trường em ở đâu, ý thứ ba là có bao nhiêu lớp, ý thứ tư là học sinh thường làm gì ở trường của em, và ý thứ năm là em thích những gì ở trường em. Chúng mình sẽ có mở đầu, thân bài và kết thúc. Chúng mình không nói luôn nhá. Ví dụ nếu như cô nhá, nếu cô quay video này, Duy Phương nghe bài tập về nhà cho cô. Ví dụ cô quay video nhá, thì cô sẽ nói là Hi everyone, today I will tell about my school. My name school is đấm chấm chấm và ở đâu đấy. Nhớ chưa? Bốn bạn đã nhớ cách giới thiệu chưa? Tố Như hiểu nhớ chưa? Ok. Nga nhớ chưa? Linh nhớ chưa? Nhớ rồi ạ. Ừ. Và kết thúc mình sẽ nói that's all about my school. So goodbye and have a good day. Là sẽ và chúc bạn có một ngày tốt đấy, kiểu vậy đấy. Nói cũng được, không nói cũng sao, không sao. Nha. Yeah. Các bạn đã hiểu bài tập về nhà của hôm nay chưa? Rồi ạ. Ok. Còn bạn nào mà chưa nộp bài tập trước thì nhớ đăng lên cho cô nhá. Bạn ở Duy Phương, bạn Khánh Linh. Hai bạn nhớ đăng lên cho cô nhá. Đã nhớ chưa? Cô. Ôi. Nhưng mà em vào nhóm kiểu gì cô? Em vẫn chưa vào nhóm hả? Em chưa ạ. Bố mẹ em tên gì? Bố hay mẹ em tên gì? Clip của mẹ em là cái link Nguyễn Nhung với Nhung Nguyễn. Em ở đợi cô một tí nhá. Các bạn sẽ được tắt. Bây giờ cô sẽ duyệt cho các bạn. Đợi cô tí. Tham gia nhưng mà chưa được duyệt đúng không? Không, chưa tham gia. Chưa tham gia luôn hả? Vâng. Phải tham gia chứ. Biết tham gia nhóm nào chưa? Tham gia nhóm có lâu sao? Không, nhóm Facebook cơ. Nhóm Facebook để đăng bài tập ấy. Nhóm Facebook thì em chưa tham gia nhóm hả? Chưa tham gia đúng không? Chứ không phải là chưa được duyệt vào đúng không? Vâng. Em nói mẹ tham gia nhóm này cho cô nhá. Trường Anh ngữ Giang Tu B. Vâng. Nhớ nói nhá. Nói để mà đăng bài tập về nhà nữa, em nói với mẹ em là con phải tham gia nhóm này để con đăng bài tập cho cô con chấm, nghe chưa? Khánh Linh nhớ chưa? Vâng. Linh ơi, của em là phải đăng hai video đấy, một bài tập của bài trước và bài tập của hôm nay. Trong tuần sau phải có nhá. Vâng. Cố gắng quay nhá. Ok, cô sẽ kiểm tra đấy. Duy Phương thì sao em? Duy Phương có biết cách làm chưa? Vâng rồi ạ. Em vào nhóm nhá. Ấn vào cái đoạn tạo bài viết công khai này, tạo bài viết công khai. Sau em ấn video của em quay được, em ấn tên lớp và tên của em vào để đăng lên, nhớ chưa? Duy Phương đã nhớ chưa? Đây là lần cuối cùng nhá. Nếu như trong tuần này mà cô vẫn chưa thấy bạn nào đăng bài tập về nhà thì cô sẽ trừ điểm. Ok. Bốn bạn đã nghe đó chưa? Rồi ạ. Ok.
Vậy thì hôm nay chúng ta học đến đây thôi nha. Dạ, bye bye các bạn. Con bài 4 rồi cô. Ôi. Con bảo con bài 4 rồi. Là gì? Bài 4 gì? Cái bài 4 là gì? Cái bài 3 đấy cô. Ừ, bài tập về nhà của chúng ta là nói về trường của mình ấy. Các em viết thành một đoạn văn rồi các em giới thiệu về trường của mình. Quay video nhá. Quay video nói nhá. Mình không viết, mình nói tiếng Anh. Mình nói tiếng Anh về trường của mình. Di Phương không nghe bài tập về nhà của cô sao à? Không, ý em bảo là thế con làm bài 4 ở đây à? À, bài 4 là cái bài viết. Nhưng mà viết thì các bạn, một là các bạn tự viết, sau đó các bạn nói bằng tiếng Anh cho cô. Còn không thì cô nghĩ là không cần thiết đâu, bởi vì cô sẽ chỉ dạy nói là chủ yếu. Các bạn nhớ viết cho cô nha. Nói sao thì viết đấy cho cô luôn. Duy Phương hiểu chưa? Ý là mình viết xong mình nói, mình đọc cái bài đọc của mình ấy, bài viết của mình ấy cho cô chấm. Bốn bạn đã nghe rõ chưa? Nhớ nộp bài tập về nhà nè. Trong tuần sau là phải có. Trước buổi học là cô phải thấy đầy đủ bài tập về nhà của các bạn. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ nhá. Bye bye các bạn. Bye bye. Ừ. Goodbye. 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 Goodbye.